À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của đế quốc Hung Nô để đi tàn phá thế giới. Ở tập trước thì mình đã đốt hết tất cả nhà của thằng Alaman rồi, bây giờ thì nó không còn đất đai nhà cửa gì nữa. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ lại phải tìm kiếm thêm, tiếp tục tiến xuống châu Phi. Thằng đệ này của mình bây giờ khá thân hơn này. Đấy, tốt. Good. Alaman bây giờ chạy lông nhông ngoài đường rồi. Bây giờ kẻ thù tiếp theo của mình là ai? Thật khó nhỉ. Sugo, có lẽ mình sẽ bắt thằng Sugo này là chư hầu. Để mình sẽ tuyển một số các đơn vị lính La Mã. Phía Bắc này thì còn phải tiêu diệt lốt cái thằng này. Nó xâm chiếm được khá nhiều đất nhỉ. Nó lại khôi phục thêm được mảnh đất trên này nữa cả. Đốt mãi không xong bọn này. Nhiên này thì bây giờ trở thành chư hầu của mình rồi. Tuyển mấy thằng này đánh nhau cũng tốt đấy nhỉ. Kém sát thương xuyên giáp à. Nó có Testudo. Có thể mình sẽ cần để dùng công thành. Ready for battle. Ở tập trước thì mấy cái thằng này nó định đưa quân xuống nó đánh mình hay sao ấy, nhưng mà thấy không ăn được nó lại rút về. Ồ, xuất sắc chống kỵ binh này. Bọn giáo binh của bọn này có vẻ chất nhất luôn. Chắc cũng không sợ. Bắt đầu cứ để thời tiết tốt hơn nữa. Thời tiết này hơi xấu, mình không đi đánh nhau vào cái mùa thời tiết như này. Có lẽ mình di chuyển cái cánh quân phương Nam trước. What do you want? My words will sway them. How can I help? Di chuyển các cánh quân phương Nam. Giết lốt toàn quân. Giết nốt đám thằng quân này. Tàn quân. Nó còn mấy quân đoàn nó chạy lung tung ở đâu đấy mình không để ý thấy. Nó chạy đi bởi vì đốt thành nó nhưng quân nó vẫn còn. Còn thì mình đốt lốt. Lại không thể cắm trại được rồi. Không cắm trại được là chúng ta lại sắp vỡ mặt rồi. Gods be praised. Excitement. Tiền của chúng ta đã âm rất nhiều. How can I help? My words will sway them. I could do more. Yes. What? Bây giờ chúng ta sẽ xem mấy cái vùng đất này của thằng này. Chúng ta là luôn luôn phải chiến tranh. Và có một điều là mình đang muốn bắt thằng này làm đệ. Thằng này thì nó chiến tranh với Alaman mà thằng này chưa phục quốc thành công đâu. Chiến tranh Sassanid. Sao cái thằng này nó chiến tranh với mình mà mặt nó lại xanh tươi đời đời bền vững này? Are you brave or... Chẳng hiểu luôn đấy. Thôi qua lượt đã. Xem tình hình... đảo qua cái tình hình chính trị xem. Ấy, rất nhiều chức vụ chưa được bổ nhiệm. Kinh nhỉ, thái tử tít tận nào có thế hệ cháu xa thế này cơ.
không truyền ngôi cho con lại truyền ngôi cho cháu. À vãi. Rồi, qua lượt ạ. Kể ra mà tuyển được mấy thằng bộ binh của La Mã thì có Testudo cũng hay. Dù sao thì công thành mà đánh theo đội hình thì nó vẫn tốt hơn. Alaman này nó chạy lung tung ở trên đường ở giường. Sasanit. Nhiệm vụ của chúng mình chỉ là đốt hoặc là bắt được nó làm chư hầu là coi như được tính là đã hủy diệt một phe phái rồi mà, không nhất thiết chúng ta phải đốt giết toàn bộ quân của nó. You have recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Capturing new territory would spread the cost. Chi phí quân sự quá lớn á. Cắm trại phát lại êm ngay. Lần trước âm phát, các bạn thấy tiền nó ảo không? Lần trước đang âm mà phát lại lên dương ngay. Khi mà chúng ta cắm được trại phát lại. Yes. Ảo tung chảo luôn. Đây nó mới là vấn đề. Thằng này chỉ số gì mà tồi thế nhỉ? Bỏ mẹ. Chỉ số gì toàn âm. What do you want? Kiếm nào khác còn hơn. Come, sit, share my fire. You are be praised. How can I help? Khỏe mạnh. Đấy, thằng này trai nó tốt này. Mấy cái thằng trai xấu quá, chơi làm sao được. Ready for action. Đây rồi, phá hoại tường này. Cái này nó rất quan trọng. Guard be praised. How can I help? Starting out. Your next command. Hai già. Move out. Is there nothing else? Quyết định chiến tranh với bọn này rồi. Thằng Alaman à, đội à. Ready for battle. Bên trên này vẫn đang tuyết rơi. Căng nhỉ. Phải đốt được hết chỗ này. Ủa. Cái thằng ở đâu chui ra một cái thằng gì như này chỗ này nhỉ? Nó mới phục quốc ở đây à? Nó phục quốc này để mình xem thế nào. Có vẻ đến giờ này thì gần như chúng nó cũng chịu làm chư hầu của mình hết rồi. Khu phức hợp bộ binh. À dạ, chỗ này nó tuyển được lính đời cuối đấy, đùa đâu. Sit, share my fire. Come, sit, share my fire. Ủa, sao không bắt được tuyển được quân của chư hầu nữa?
Ở đây. Giáo binh. Giáo binh này cùi quá. Thằng Alaman này nó chiến tranh, à thằng... Thằng này nó chiến tranh với ai nhỉ? Chiến tranh với thằng này à? In our good name, be welcome and speak in friendship. I will give a receptive ear to your words. Không chịu làm chi hầu. Và chúng ta sẽ phải gây chiến liên tục. Ô, thành này của nó... Vua quân à? Quân quái đâu? Cướp hiếp giết để kiếm tiền á. Ready for action. I am the knife in the dark. No, I can't. The shadows are friends. Mấy cái thành này của nó không có quân luôn. I will seek and defend. Rồi, cho bọn này xuống dưới đây. Không có quân. Alaman. Alaman. Ô, bọn Alaman này đông ở đây thế. Quân phòng thủ khá nhỉ. Xây cái gì đây mà phòng thủ? À, đồn gác thảo nào. Ready for battle. Quân đoàn này thì à... đứng đây, còn lại bị ăn đòn động hội đồng chết. Phía Bắc. Trời ơi trời, tuyết rơi mãi chứ thôi. Mình đốt gần hết rồi nào. Rút chạy về phương Bắc à? Chúng mình rút chạy về phương Bắc à? À, nó định phục quốc ở trên này à? Nó định phục quốc ở đây à? Thằng Alaman nó định phục quốc ở phía trên đấy. Nói chung thì Hungno đến giờ này là gần như là quân đội rất là mạnh rồi. Chúng ta chỉ chủ yếu bây giờ mình muốn tuyển thêm những cái đội quân nó khác khác một tí cho quân đoàn của mình. Makoman thủ diệt, Suvo thủ diệt, Antek, Thái tử. Kỳ hạn làm việc đã hết. Thằng này tại sao chưa đủ uy dũng để có thể bổ nhiệm nhỉ? Thôi được. Thirsty for battle. Khá đông quân nhỉ? Ăn luôn. Ready for battle. Toàn giáo binh à? Thái tử đấy, đừng đùa.
lần đầu tiên mình đánh nhau với các faction phương Đông rồi. À đâu, mình đánh nhau với Sassanid rồi mà. Đây là mấy anh châu Phi. Có một điều là cái bọn châu Phi này khi mà đánh nhau ấy, thì chúng nó được boost rất là mạnh cái vấn đề cho cái binh. À, mình cũng không hiểu các cái đế quốc sa mạc này nó kiểu gì nhưng nó được boost rất là mạnh. Nó đau đầu. Bắn xem nào. The enemy draws near. Giết mấy con ngựa nó trước đấy. Nó đứng mỏng này là pháo mình bắn kém chính xác thì nhiều. Kém thì vẫn chết. Mày thích tấn công anh à? Úi dồ. Đứng ném lao sa mạc. Bỏ hit and run đây. Lá cho nó nát bét luôn. Dồ pháo. Một đạo quân địch đã lấy lại tinh thần. Một đạo quân của địch đã lấy lại tinh thần. We have gained the upper hand.
The enemy has laid an ambush! Bắn cho nhìn đến chết luôn. Rồi ôi. Các vị thần đã ủng hộ chúng ta. 14 con ngựa thôi. Trận đánh quá nè. Đây quân đoàn của thái tử không cơ mà. Đùa với thái tử á. Warriors all. Thirsty for battle. Ở đây rồi. Úi dồi ôi, cộng thêm một phát nữa thì tuyệt vời. Sát thương cận chiến cho bộ binh thì không cần, xung kích cho kỵ binh, tấn công cận chiến cho kỵ binh, tốc độ di chuyển. Sĩ khí cho kỵ binh, sát thương cận chiến. Cái này đi. Cái này là quan trọng hơn. Thằng Alaman lại định phục quốc à? Mày phục quốc anh cho mày phục luôn. Ready for action. Chỗ này là quân gì đây nhỉ? Quân nổi dậy à? Quân gì cũng được. Quân gì mình chơi? Là phía Bắc. Tình hình thời tiết đã tốt hơn rồi. Thời tiết tốt hơn thì chúng ta sẽ phải tiến lên thôi. Có điều là chưa thể tiến xa được. Vẫn phải duy trì ba quân đoàn cạnh nhau để đảm bảo an ninh. Có thể là lượt sau mình sẽ bị âm tiền do mình di chuyển quá xa. À, quân đầy như này thì có thể chuyển sang cướp bóc đi, vì nhiệm vụ của mình đôi khi phải cướp bóc. Vùng này có xây gì không? Cướp bóc được tiền mà. Là nhiệm vụ của mình đó, cần phải cướp bóc. Không sao, tiền của chúng ta còn khá nhiều, nhưng không phải vội lắm. Tiếp tục gây rối khu định cư của nó đã. Xem nó bố trí lực lượng ở đây như nào đã. Ai chà, đồng đấy. Ăn được cũng còn mệt. Vẫn phải ăn thôi. Starting out. Your next command. Quar be praised. How can I help? Gods be praised. Excitement. Nó lại chạy về à? Leave none alive. Sắm đâu là con lạc đà này?
Mình sắm đâu được các lạc đà hình chất thế. Bậc thầy giáo binh Bắc Âu à? Chuyện này mình lá cho nó nát quân luôn. Bọn này thì tấn công rất tốt nhưng mà khả năng chống tên thì lại chống tên và chống kỵ binh rất là tồi. Nên là vấn đề chúng ta sẽ cho nó đứng xen kẽ như vậy để dã nào dù bắn nát quân nó ra. Chưa bắn à? Lọt đạn đầu tiên. Úi dồi ôi. Thấm đấy. Uầy, mới lọt đầu tiên nữa. Mất tinh thần kinh thế này cả. Cho nó thấm đòn luôn. Dám chạy tản mát. Hit and run cho anh. Đúng rồi. Rùa chết cho nó luôn. Mấy con lạc đà kìa, mấy con lạc đà nó đuổi mình. The battle is turning in our favor. Ai chà. Tấn công gớm nhỉ? Our general is under attack. Go on. Hết rồi. Kết hợp với pháo binh và pháo binh. Con đơn vị của mình thương nặng hết cả. À nó có mấy thằng dìu thằng nào.
gì thế? Con này cũng chạy à? Tưởng nó chưa chết. Nó chưa chết thì nó lì thật. Quả tướng chết đến đánh những người cuối cùng làm mình thương vong nặng quá. Ủa, mấy thằng quỷ đá nó giết được nhiều quân mình phết. Rồi xong, Alaman kia lại có quân kìa, 7%. Bọn Alaman ở dưới này còn nhiều quân đấy. Cắm trại phát đá. Đấy, còn một quân đoàn của Alaman nữa này. Tình hình là tiền mình đang âm nhưng mà mọi việc vẫn ổn. Ai chả, cử quân xuống đây à? Cử quân xuống đây à? Why the Lord in heaven has no use for gold. He knows that his people. Hiệp ước hòa bình mà lại còn đòi bắt mình chi tiền, thằng này đúng là ảo tưởng sức mạnh. Ganamatia bị mình tấn công bất ngờ. Nó rút hết lên trên này à? Mấy thằng Alama nó rút hết lên đây à? Come sit, share my fire. Kua be praised. How can I help? I shame my ancestors. Yes. I have failed my people. Thế quái nào mấy ông này làm ăn chán thế nhỉ? Súng phát ra. Ôi dồi. Chả có phát nào thành công. Đây là bọn gì đây? Quân nổi dậy à? Besieging settlement. Quân nổi loạn. Quân nổi loạn chứ không phải quân ly khai à? Cái gì nhỉ? Nhiệm vụ của mình cướp bóc bao nhiêu tiền nhỉ? 312 đồng, mình mới cướp được có 312 đồng thôi. Và khi ở chế độ cướp bóc này mình có thể di chuyển được. Ready for battle. Well, be praised. How can I help? Starting out. What do you want? Our path is blocked. Chỉ khi nào mình cần xây dựng hoặc là mất quân mình mới cần phải cắm trại thôi. Sword of my people. What do you want? What do you want? Heading out. For the tribe. What do you wish of me?
Và cái thằng phanh này. Bậc thầy giáo binh Germanic Francisca Hitbens. Súng đạn. Đi khôi phục lại đất đai đi cũng được. Mấy thằng này không khôi phục đất đai lên. Một quân đã cướp hiếp giết này. Chúng ta phải cướp hiếp giết mới có tiền được. Bắt đầu dàn quân đánh nhau bọn La Mã này thì ở đây nó có tường rào, lối vào của nó ở đây, lối vào của nó đây, đặt luôn cái xe bắn đá để bắn cho nó tung nóc luôn. Chuyện này chắc gì bộ binh của mình đã phải xuất chiến. Đứng cho oai. Đây đang tập trung ở đây. Mấy cái thuyền hải quân của nó cũng chả có quân mấy đâu mà. Bắn vào đây. Xong luôn đội ngựa. Không dám chạy đến luôn. Bắn nát bươm luôn. Úi dồi ôi, mấy con ngựa này tự sát à?
Bọn này toàn đánh tấn công tự sát thôi. Nó còn thằng tướng nữa mà. Mấy thằng đổ bộ này thì không sợ. Ném hết cả phi lùm của lính của mình. Úi dồi ôi. Nó còn thằng tướng cưỡi con ngựa đâu rồi? Biên phòng. Cái này gọi là hỏa lực. Chết trong một nốt nhạc. Lại được đánh nhau với La Mã. Nhưng mà khi mình chơi La Mã thì mình hành cho hung ngô nát bét. Cướp hiếp giết đứng phong cách của hung nô. Tuyển được mấy anh Lê Dương sa mạc à? Ờ, đây này, có mấy thằng này cũng mạnh phết này. Cũng gọi là được. Ready for action. How can I help? Đây nữa, đốt ở đây. Ready for battle. Nam tiến nào em ơi. Phía bắc này à. Warriors all. On the move lads. For the tribe. For the gods. Rồi, sợ lần sau thời tiết nó lại xấu rồi. Chứ thời tiết tốt thì mình cứ cướp bóc này mà tiến lên. Hung nô là phải cướp bóc, đốt phá. Cướp hiếp giết mà. Ái chà, nó lại định phá hoại quân đoàn mình à? Ôi, chơi hết chết thằng champion của mình rồi. Thằng này được. Nó thành quân du mục rồi mà nó vẫn gấu nhỉ.
Sao ở đây lại chui lên cái thằng gì đấy? Ai già, nghiên cứu xong cái nhánh này rồi. Giáp này, sát thương cận chiến. Nếu mình không nhầm thì mình có thể nâng cấp thằng này lên rồi. Nâng cấp được các quân đoàn lên rồi. Quân ly khai La Mã. Be most welcome. Your words will find an attentive audience. Warriors all. Sit, friend, and let us talk. And let us. Cướp hiếp giết luôn. Let them cower. Mày từ đâu ra được một cái hạm đội ở đây đấy? Đốt cho bằng hết mấy thằng loạn sinh ngậu ấy. Chỗ này bị đốt hết rồi à? Quân ly khai La Mã bị đốt hết rồi à? Không có tỉnh thành nào. Thằng này nó chiến tranh với quá nhiều nước nên nó không tồn được. Get moving. Is there nothing else? On the move, lads. Quân của nó liệu có ở đây không nhỉ? Mình hơi liều khi cho quân di chuyển mà mình... The gods are with us. Moving unseen. Hơi liều. Chỉ là phán đoán là không có thôi. Sabotage. Good. A soul will fly. Ủa? Con mụ này gớm nhỉ? How can I help? The shadows take them. Đốt hết. Ôi. Bắc tiến. Ai già bỏ thành rồi. Thành to này mà bỏ, ai ở ngôi đông quân lắm. For the gods. Nên sử dụng quân đoàn bộ binh này để tấn công. None will escape. We take this settlement for the tribe. Mẹ di chuyển phát mất bao nhiêu quân này. Nó có 3 đội cung tên mấy đội. Mày bỏ thành này. Không đánh thì đến bao giờ mới xong được, cứ phải oánh nhá, oánh liên tục. Sao lại sương mù thế này? Đấy rồi, ôi. Đánh nhau dưới trời tuyết rơi. Đây mình tiến vào hướng này có vẻ nhàn hơn đúng không?
Sau bao nhiêu lần đánh rồi thì mình tiến về hướng này vào nhàn nhất. Đây. Đây. Là ít. Mình nâng cấp tướng của mình lên lãnh chúa Hanik rồi, đứng đời cao nhất rồi. Sao thế? Tâm bắn thoải mái mà. Bắn tản mát quá nhỉ. Có 3 cái tháp canh. Phá cả 3 tháp canh. Bọn này nó chơi cái trò di chuyển liên tục này là mình không bắn được. 41%, ổn phết đấy. Vỡ cổng mà. Cho bộ phương binh tiến vào một chút xíu để nó tăng tầm quan sát. Chín mươi lăm phần trăm cháy. The enemy's tower has been destroyed. Phá tiếp cái tháp canh cho anh. Đó rồi, chúng ta đang quan sát được dần rồi. Bọn cung thủ nó vẫn láo ở bên trong, mình chưa phân nhìn thấy được. Cổng thành đã sập. Dạ, tập trung này thì may ra sập. The enemy's walls crumble before our might. Bảy mươi lăm phần trăm, cố lên. Rồi, bắn vào đây. Nó bắn hết đạn được rồi. Liệu một loạt đạn sập được cái tháp này không? Tám tám phần trăm, phát nữa. Rừng.
chưa chịu cho hung thủ ra thì mình cứ từ từ đây đã. Hung thủ nó vẫn đứng ở trong. Làm ngoài tầm bắn của hung thủ đó rồi. Nó không làm gì cơ. Cung thủ nó không chịu ra thì bộ binh của mình cả nát nó luôn. Nó khá đông quân đấy, mình không vội được. Cứ bình tĩnh, cứ từ từ mà đánh. Quân của nó trong thành còn đông lắm. Đây rồi, các đơn tầm xa của nó đây rồi. Bây giờ mới nhó mặt ra đây à? Kìa, vào đây, chạy ra đấy làm gì? Pháo lỡ lốt.
flames! Their city is ablaze! Sao cho nó ngay không chết bây giờ. Bắt sống nó lại. Bọn đánh lao này làm quân bị chết nhiều lắm. Giết đã, nó nhấp nháy là nó lại quay lại được. Có mấy con ngựa đấy, đuổi nó, sao lại chạy lại? Ơ, bị ngáo đá à? Bắn hết cả tên rồi nè. Gớm phết nhỉ. Chắc đội gì ở đội này nó sẽ vào ăn trận cuối. Kiệt sức à. Thank you.
Ủa, nó lắm rào chắn thế. Chỗ này như kiểu là mồ chôn hay sao nhỉ? Nó cắm toàn những cái bức đá gì thế này. Chờ tí cho nó hồi tí, đang kiệt sức kìa. Phải đánh nhau liên tục, mệt quá. Mệt mỏi. Hơi thấm mệt. Đầu bay ra đây à? Úi dồi. Úi dồi. Anh ấy thật là dã man. Ra đòn rất tàn bạo. Cướp đã. Thằng này bị thương rồi. Thôi. Chả xây cái gì. Chỗ này toàn thành to thôi. Cho thằng này cướp. Cho thằng này san bằng. Mấy thằng này thì cắm trại hồi quân. Sợ hung nô chưa? Move out! You have more orders. Rồi. Come, sit, share my fire. Sabotage. How can I help? Want to know what hit them? Đốt cho bằng hết luôn. Láo với anh. What do you want? Láo với nhà giáo à? Sợ nhỉ? Ai rồi, mình âm nhiều tiền thế nhưng mà ôi mày ăn cướp được nhiều tiền ghê nhỉ? Này thì lo gì, cứ khả năng mình farm thêm quân đoàn nữa được chứ nhỉ? Nếu mà tình hình mà nó nuột như này, farm thêm một quân hoàn nữa đi, đốt phá cho sướng. Nhưng mà âm tiền nhiều quá, sợ kiếm không lại được thì vỡ mồm. Ở đây mới được có 6. Ồ, cướp được nhiều tiền lắm. Khả năng thành lập thêm quân đoàn nữa đi, đánh nhau cho nó sướng. Thôi được, cứ để qua lượt này xem tình hình nào. Ấy, thằng này ngon phết này. Ai, ngọt đấy. Thằng này trai toàn trai tốt thôi.
Có điều là lương thực của mình đã hết à? Không sợ, lương thực thì không thành vấn đề. Có điều mình cướp được nhiều tiền quá. Kinh tế của mình nhìn thì con số âm thôi nhưng mà mình cướp được rất nhiều bởi vì đánh liên tục. Có thể mình sẽ đang tăng cường thêm một quân đoàn nữa cho khu vực phương Nam. Bây giờ mày láo này. Định ám sát anh à? À, rút lui chiến thuật hết rồi. Không dám đánh nhau, rút lui chiến thuật hết. The love of gold can stir evil in men. Give us your gold. Hiệp ước hòa bình. Ây da, mấy anh Alaman này vẫn chạy loang quang trên này. Yếu chắc à? Ăn làm sao được? Thất bại chí mạng, thành công, thất bại thỏa đáng. Chiến tranh với phe quân ly khai Đông Germanic. Quân ly khai Đông Germanic là cái thằng nào? Có vẻ như là khu vực phía bên này cái thằng Anamatia này nó không có quân. Hòa bình với cái thằng Ramanatia. À, bọn này nó khác phe nhau, mình cứ tưởng hai thằng cùng phe. Ramanatia. Phía Bắc này thì bây giờ sao này? Gây rối khu định cư. Thanh niên này làm ăn chán quá, mãi không lên rank để anh còn cho mày vào quân đoàn. Ready for battle. Gods be praised, excitement. Có vẻ như chúng ta cứ để ba quân đoàn cạnh nhau thế này thì không thằng nào dám đánh luôn. For the gods. Sao lại không di chuyển được này? À, nó thỏa hiệp với thằng này. Này kìa. You can't make me. The gods require blood. Ready for action. Nó thỏa hiệp với quân đoàn của mình. What do you want? Thế thì phải cầm chân các quân đoàn này của nó lại á. If I put this here. Quân đoàn này nữa. Sabotage. Good. What is all? I have not succeeded. Thằng này không di chuyển được. Vậy chỉ còn hai thằng kia thì mình cũng không sợ đâu.
quánh tiếp. Đốt cướp hiếp giết này. Cướp hiếp giết nào anh em. Mấy cái con lạc đà. Mấy cái con lạc đà. Nhưng mà khổ cái quân của mình toàn đến kiếm như thế này thì mấy con lạc đà nó đập chết mất. Pháo đâu, lại chết mấy con lạc đà đây. Bộ binh của nó thì chớp một mắt luôn. Chỉ có mỗi mấy con lạc đà là mình phải cẩn thận thôi. Nó sốc kê lắm bọn lạc đà này. Mà chúng nó đánh mình đánh ở sa mạc như này là chúng nó được bút thêm. Bọn này bọn đánh ở sa mạc, chưa đánh sa mạc. Ở đây à, chúng hay xa từ đây à. Chính là phải khử mấy con lạc đà nó đấy. Công nhận là từ ngày mình tăng số lượng pháo lên đánh nhau sướng thật. Bắn cứ gọi là giáp hết cả tay. Đạn lâu vãi trưởng. Bắn mấy con ngựa này này. Nó di chuyển sang bên này à. Còn có 14 con. Ồ. Loạt pháo này bắn thấm thế nhỉ? Khỏi khỏi. Bắn phát chết gần hết luôn. Pháo này bắn kiểu này thì sống được sao được. Ở đây 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 đây. Đây này. Nó còn mấy đội nữa các bạn. Ấy, đây này, bây giờ mới chui ra. Bắn đạn lửa cho anh. Sổ lo pháo nha anh. Bắn vào đây, nó chạy ra đấy rồi thì không sợ. Rồi, mấy con lạc đà, mấy con lạc đà. Mấy con lạc đà thì chết. Ui dồi, đi nguyên con đội lạc đà nó rồi. The enemy are losing their advantage. Bắn. Thank you.
ném lao mình kìa. Nó đang ném lao mình kìa. Pháo nổ thế này sống được sao được. Tản sát kinh lắm. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Chết đến người cuối cùng à. Thôi. Tàn bạo quá. Đốt phá thật là sung sướng, thật là sướng. Khả năng mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn nữa. For the gods. Let them cower. Bây giờ tiền của mình cái gọi là limit rồi. Sợ gì nhỉ? Mình tích được một cái lượng tiền lớn như này cơ mà. Sao lại cứ phải xoắn? Hai thằng này còn đang chuẩn bị đánh nhau. Thế thì mình không phải sợ. Ghê quá. Chỉ sợ nhất là quân đoàn này này. Quân đoàn này không di chuyển được này. Dạ nó quay, nó chơi khôn phết nhỉ, nó chơi cái trò làm tê liệt quân đoàn của mình cũng được ấy. Nó cũng rút lui hết, nó cũng không dám đánh mình. Ờ, thế nó mới hay. Dám đối đầu, bỏ chạy hết đấy. À, hai quân đoàn kéo xuống đấy rồi. Hỏng ăn rồi. Bọn này nó định phục quốc à? Đề nghị một cái hiệp ước hòa bình. Tomorrow, his preoccupation with this war may see him and leave. Sao mình đâu có đánh nhau được với nó, tít ở cái góc xó xỉnh đấy thì đánh vào đâu?
Visigoth đã bị diệt. Ready for battle. Con đoàn này phun. Công thành cho anh. Mày chết. None will escape. Let them cower. Dạ. Dám đầu độc quân này. What do you want? Thằng này bị mất lượt cả, nó làm mất lượt của mình. Ready for action. Con đoàn này thì chắc không đánh nhau. Từ từ. Vì nữa áp sát để bảo vệ nhau thôi. Thirsty for battle. Con đoàn này cũng đang giai đoạn hồi phục. Sời, tưởng chuyện gì. Yes. Từ đó nó vừa cho mấy thằng điệp viên đi ra, thằng quân đoàn đi ra đây. Xem nào. Is there nothing else? I like wrecking things. Nó đi ra đây làm gì nhỉ? Vùng đất này vùng đất chết rồi mà. This was not a success. Warriors all. Thành lập thêm một quân đoàn nữa. Không đủ điểm. Ready for battle. Tengri guides my steps. Your next command. Move out. Chờ chút xíu. Chờ chút xíu. Is there nothing else? Thanh niên này chỉ số tội cùi quá. Trung thành, nhiệt huyết. Thủ quỹ, xảo quyệt. Xảo quyệt tăng. Đốc công. Thẩm quyền và nhiệt huyết cộng 2 cả. Thằng này lại ngon này. Đây, có một thanh niên này khá này. 28 tuổi. Warriors all. Thirsty for battle. Gods be praised. Excitement. Từ từ đã, đầu tiên là đội bộ binh này đi, bộ này, đội này mình có thể chuyển và mua trong vòng một lượt. Get moving. Are you ready to do your duty? No. For the tribe. Quar be praised. How can I help? Quân đoàn này không bị thương. Sword of my people. We will hear them scream. Cướp được tí tiền. Warriors all. Come, sit, share my fire. Chúng ta cứ bình tĩnh. Warriors all. Come, sit, share. Bây giờ thì đi phá khu định cư của nó cho anh. For the gods. How can I help? Yes, what? Phải diệt hết, không để lại thằng nào cả. Thanh niên này không đi khai hoang, mở thêm đất đai nhà cửa đây. Đây à. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.